chào các bạn. Lâu quá là tôi không có quay mấy clip lái xe để hù dọa mấy bạn là các bạn không có sợ đúng không? Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ chạy xe đường núi cho các bạn coi nha bạn. Kỹ năng lái xe cực kỳ điêu luyện luôn. Đường núi mà núi dốc, mà đường cong, mà khúc khỉu, mà những cái khúc cua tử thần, những khúc cù chỏ định mệnh nha các bạn. Và cũng xin trân trọng thông báo cho các bạn là kỹ năng lái xe ở Việt Nam tôi cũng dữ lắm á. Đó, thâm niên lái xe cũng khá khá rồi. Còn nếu mà nói về chơi đường đồi núi rồi đó thì kể như là đi phượt Tây Nguyên rồi nhớ bạn. Đi phượt Tây Nguyên rồi đèo Bảo Lộc đồ làm gọn đó, cù chỏ An Khê đồ chơi luôn. Nhưng mà hôm nay trải nghiệm trên cung đường này nó rất là đẹp các bạn. Nó có đồi, có núi, phong có cảnh đó. Nó sẽ làm chúng ta bị phân tâm, phải không? Chúng ta lo ngắm cảnh không à, xong rồi chúng ta lái yếu và lọt giật luôn. Nói nghe xui không? Nhưng mà bạn nhìn nè, ở đây là một cái con đường mà tôi không có tiết lộ được các bạn. Tiết lộ được là các bạn biết chỗ này là chỗ nào rồi, là các bạn chạy tới bạn chụp hình rồi, các bạn lái xe giống tôi rồi, nó hết vui rồi. Xin bí mật nha, xin bí mật là cái đoạn đường này là đoạn đường nào. Mà nếu mà bạn nào coi video mà bạn biết được là bạn comment coi chỗ này là chỗ nào, đúng không chừng trúng event đó. Thôi giờ quay lại nha bạn. Đường này nó chỉ có hai lane thôi mà chạy hai chiều, mà chúng ta là sai một ly rồi đi một dặm nha các bạn. Khung cảnh đồi núi nên nó đường nó sẽ lắc qua lắc lại đó, nó sẽ cong bên này nó cong bên nọ, mà vô cua là phải vô mà nó ngọt, thấy không? Mà từ trên nó đổ xuống dốc nó cao, nó khó chạy, rồi từ dưới leo lên nó cũng ghê đó các bạn. Như các bạn nhìn ở trên màn hình đó, đó phong cảnh đó, nhìn thấy ngon chưa? À, phong cảnh rồi cũng khá là đẹp. Nói chung là kỳ này là Duy Nguyễn trải nghiệm đường núi luyện lại ta lái thôi, chứ bây giờ mình chạy đường đồng bằng rồi mình chạy mấy cái highway rồi các bạn nói đường bự chạy dễ, ôi sợ lái cũng tưởng sao. Bữa nay là tôi chơi cú này là sâu trình đó các bạn. Sâu trình xin khẳng định là lái rất khó nha bạn, lái không có bò. Bây giờ mình bên này mình lái mình bò là người ta nói trời ơi thằng này nhát lái bò là chơi không men. Nhưng mà xin trân trọng giới thiệu với bạn con xe tôi chạy là gọi là cũng là thuộc dạng thánh lật á, tức là xe nói chung là xe mướn các bạn. Chạy nhiều khi nói chung là con này gầm cao, mà chơi mấy cú này nó cũng hơi ghê. Trời, mới vô cù chỏ đau lưng của bạn nè, nữa nè. Mà cù chỏ này bằng cái cù chỏ nãy. Cái cú cù chỏ hồi nãy là gắt hơn An Khê nha bạn. Gắt hơn An Khê nhiều. Đường là chơi toàn đường cù chỏ không. Đó, bởi vì mới quay video sâu trình đó, chứ mà còn đường thường á thì đâu có dám quay nè, chuẩn bị đó. Nó đang xuống. Căng quá, phải không? Nhưng mà đường ở bên Mỹ á thì thường á khúc á nó có một cái khu đồng rộng để cho ai mà yếu tim á, người ta nhát á, người ta không chạy nữa đó, thì người ta đậu ở đó, người ta nghỉ ngơi, người ta ngắm cảnh, người ta check in, người ta live stream hay người ta chụp hình tự sướng rồi đó. Đó là quyền của người ta. Còn là Duy chạy luôn, đang làm một cú làm cho nó ngọt bạn. Thấy núi đá không không? Và bạn nhìn thấy những cái mà vàng vàng ở bên đường là để buổi tối chạy nha bạn. Buổi tối chạy đèn đánh vô đó đó, không cần đèn đường, độ núi đẹp quá ta. Bạn có thừa nhận với tôi là cảnh sa mạc rất là đẹp không? Núi, đó. Chạy đường trong sa mạc các bạn. Lỡ là tiết lộ đường sa mạc nha. Đó nên nó qua lại những cái đoạn mà thiếu sáng, dư sáng rồi ngược sáng rồi các kiểu. Ôi ghê vậy, cái cú này ghê chưa, đó là những cái pha ăn tiền đó các bạn. Mình phải đi vô núi mình mới chạy được vậy, mình mới có được cái cảm giác như vậy. Chứ còn chạy đường đồng bằng không, nó đâu có ghê các bạn, nó mới ghê đó. Bởi vì Duy Nguyễn bên đây đi rất là nhiều núi rồi, có những cái trội chỗ chạy rất là dữ luôn, ghê lắm. Bạn nhìn ở trong video không ghê thôi, chứ ở ngoài nó cực kỳ ghê nha bạn. Cái bánh xe là nó cán xuống mép vực rồi đó. Đó, chứ mà giỡn đâu. Đó. Thấy nó quẹo gắt ghê chưa. Lúc lên lúc xuống, núi nó là như vậy đó bạn. Nhưng mà có một tín hiệu tốt á, là cái đường này chất lượng khá là tốt nha bạn. Mặt đường nó cũng láng lắm, nó không có bị sần ổ gà, ổ trâu, ổ chó, ổ voi đâu. Nó cú này mày vừa xuống dốc mà vừa gặp ổ gà, cái nữa là chỉ nước toang thôi. Nên gọi là trải nghiệm được đường đồi, đường núi mà những cái cung đường đẹp như vậy á, đối với Duy Nguyễn là một kỷ niệm đẹp các bạn. Kỷ niệm đẹp, và Duy Nguyễn may mắn là lưu lại được cái thước phim này, để sau này mình mở là mình coi mình đã từng chạy mà không biết sợ các bạn.
Chứ bây giờ là Duy Nguyễn ngồi là lòng tiếng cho video thôi mà Duy Nguyễn sợ muốn chết luôn. Đường nó quá ghê các bạn ơi. Đường nó quá ghê nha. Đó. Rồi tới chỗ này rồi thôi đi dead room bạn ơi. Mắc quá. Mà thấy không, rất là nhiều người ta đã vượt ra được cái chợ, được lên cái sự khó khăn và người ta đã đến được nơi đây. Rồi, và Duy Nguyễn là một trong người thành công đó. Và bây giờ là Duy Nguyễn chuẩn bị vô làm thủ tục check in các bạn. Đố các bạn chỗ này là chỗ nào mà tôi chơi được như vậy là nhờ ba lon Lean Body RTD đó các bạn, cộng thêm hai muỗng EA nữa lái mới tập trung á, chứ không là lọt đèo rồi. Mà cái này hụt giờ mém nhà núi luôn chứ không phải là đèo. Mà coi kinh khủng khiếp, nhưng mà nó đã và nó đẹp và là một sự trải nghiệm tuyệt vời.